tính chính xác số năm chồng tôi phải ngồi tù. Nên nói rõ ra sự thật không? Có thể rút lại được một nửa, khoảng chừng hơn 3 năm. Nếu không, tôi không thể dám chắc tính mạng của ảnh có đảm bảo hay không. Đến mức đó sao? Tôi không muốn gặp anh Ngọc. Trời ơi, nhìn anh hốc hác quá. Em vô đây làm cái gì? Anh không có sao đâu. Còn nói không sao nữa, sao anh lại giấu em mọi chuyện chứ? Chỉ vì yêu và thương em. Thôi, mọi sự đã rồi, anh đừng suy nghĩ nữa. Anh phải mừng là con sắp chào đời. Nó muốn được sống với anh, nó muốn được ôm anh, nó muốn được nghe anh kể chuyện và anh hát cho nó nghe. Thôi, em về đi. Em quên anh đi. Lần này không còn hy vọng gì nữa đâu. Tại sao? Anh chỉ cần khai thật những kẻ đã mượn danh anh làm điều xấu thì anh có thể trở về với con nhà em mà. Còn tới 7 năm, cùng với không biết bao nhiêu tội lỗi mà người ta chuẩn bị quy kết cho anh. Không được đâu em. Được. Anh nghe rõ lời em nói nè. Em đã hỏi kỹ anh Toàn rồi. Anh nói với em là anh phải ngồi 3 năm rưỡi nữa thôi. Nếu như anh hợp tác với anh để lấy lại sức mạnh công lý gì đó. Anh ta nói với em vậy sao? Anh còn nói nếu anh ngoan cố, mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu anh. Anh ơi, sao anh không minh oan cho mình vậy? Hết giờ rồi. Anh Ngọc, nếu anh không thương mình thì anh cũng phải thương hai mẹ con em. Hãy khai hết sự thật đi anh. Hãy về với mẹ con em nha anh. Em và con lúc nào cũng mong chờ anh. Hãy về với em nha anh. Anh Ngọc. Tên cướp độc hành mà các anh đang tìm chính là đàn em cũ của tôi, tên là Minh Batman. Còn bây giờ hắn là thế nào với anh? Bây giờ Minh Batman rất có tiếng trong giới giang hồ. Tôi trở thành tay sai của hắn. Cụ thể là những việc gì? Lợi dụng uy thế một thời của tôi và muốn gây thanh thế trong giới giang hồ, đồng thời cũng là cách khôn ngoan để ẩn mình. Minh Batman đã mượn danh tôi để gây ra tất cả những vụ án vừa rồi. Anh có tham gia không? Tôi không trực tiếp cướp bóc và hành hung. Tôi muốn con tôi ra đời trong an lành. Thầy bói nói tôi phải làm điều thiện. Thường ngày anh vẫn lấy cớ đi thăm mẹ nằm viện, nhưng sự thật không phải. Vậy anh đi đâu? Tôi tới gặp Minh để hắn sai phái. Nó đã thắng tôi đủ đường. Cụ thể những việc gì? Toàn là chuyện lặt vặt, mua đồ ăn, đặt khách sạn, canh chừng công an, cũng có khi là đấm bóp. Hay chơi cờ tướng với hắn, hoặc kể cho hắn nghe những ngày tôi ở trong tù. Nói chung, tôi ăn lương để làm người thân cận. Anh tả kỹ hơn về nhân vật Minh Batman này được không? Hắn chừng 50 tuổi, nhưng còn rất trẻ. Dáng người đậm đậm, da thì ngăm đen. Đó chính là gã trùm, còn có tên là Minh Đen. Đúng vậy. Anh
anh hãy khai báo cho chúng tôi tất cả những thông tin liên quan tới Minh Bách Manh. Dạ thưa cán bộ, em chưa từng nghe nói tới cái tên này. Có cần tôi nhắc lại tất cả những phi vụ anh đã thực hiện do chỉ thị của Minh Bách Manh không? Dạ thưa, chắc cán bộ nhầm em với ai đó. Quả thật từ nào giờ em chưa biết cái tên Minh Bách Manh. Ngây thơ quá ha. Cho thêm cơ hội nữa nè. Bà mẹ già mù lòa của anh đó, hôm nào đẹp trời tôi cho xe đón bà tới đây thăm anh nha. Sao cán bộ biết? Cán bộ làm ơn đừng cho bà biết là em đang ở tù. Bà cứ ngỡ là em làm ăn đàng hoàng lắm, giờ mà bà biết chắc em không sống nổi quá. Được, nhưng với điều kiện anh cho tôi biết về Minh Bách Manh nha. Em vốn là đàn em của anh Minh, nhưng em chưa bao giờ thấy mặt ảnh. Em chỉ biết làm theo lệnh của ảnh. Dưới anh Minh còn biết bao nhiêu anh chị, cỡ em chỉ ở hăng rùi. Thôi được rồi, mấy vụ đó khỏi kể. Giờ cho tôi biết Minh Bách Manh thâu tóm những khu vực nào. Dạ thưa, chuyện này khó quá. Em đã nói rồi, em chỉ ở hăng rùi, chị đâu đánh đó. Còn việc bài binh bố trận của đại ca em không được biết, nhưng để em nhớ lại coi, hình như là thằng chuột. À không, thằng cọp. Mà phải thằng cọp không ta? Thôi đi, đủ rồi. Chuột cọp gì cũng được, nói mau coi. Dạ em nhớ ra rồi, đó là thằng Beo. Thằng Beo nó làm sao? Nó kể cho em nghe phi vụ của đại ca đánh một trận hoành tráng ở Hồng Kông. Đại ca em sang đó để tìm mối làm ăn, ai dè gặp một bọn gọi là Hảo Xì Xì. Tên gì nghe kỳ cục vậy? Dạ em không biết, thấy thằng Beo nói vậy em nghe vậy. Em kể tiếp, cán bộ đừng ngắt lời em nha. Bọn này thâu tóm hết các sòng bạc lớn nhỏ ở Hồng Kông. Biết đại ca em qua đó với mục đích gì? Chúng tính dằn mặt đại ca em. Hỏng dè đại ca em võ nghệ đầy mình, lúc đó mới tả sung hữu đột, đánh bọn kia một trận tơi bời khói lửa. Nè nè, định giỡn với tôi hả cho nội? Ba cái chuyện Tiếu Lâm đó mang về kể cho phòng giam nghe. Giờ tính sao? Khai thiệt hay để mời mẹ già vô thăm con đây? Em lại cán bộ, đừng có đưa bà tới đây, em sẽ khai hết. Ủa, mà từ đầu tới giờ em khai thiệt mà cán bộ. Dạ, thì em biết chừng nào khai chừng đó. Em thề với cán bộ, nếu em nói láo cho má em đuôi luôn đi. Thề ngon quá ha. Không thề thì má anh cũng đã bị vậy rồi. Anh còn biết gì về Minh Bách Manh nữa không? Em không biết gì hết. Đến mặt mũi của đại ca ra sao em cũng không biết. Nói gì đến việc đại sự, em thề đó. Cán bộ, cán bộ hứa với em rồi nha, đừng cho ông bà già em biết em ở trong này. Không có đâu. Chủ nhật này tính gửi quà cho bà, nhắn con trai cưng đi làm ăn xa không về được nên gửi cho má. Thì không cán bộ. Ai thèm giỡn. Em đổi ơn cán bộ, sổ khám kỳ này em quyết làm người tốt. Cán bộ tên gì để em khắc vào tim. Chỉ tiếc là em không giúp được gì cho cán bộ, nhưng em thề là em khai thiệt đó. Em đội ơn cán bộ ạ. Cán bộ nhớ nói với má em là khi nào em về em sẽ dẫn vợ em ra mắt. Đồng chí, cho tôi trả phạm nhân về phòng. Rõ. Alo Nga hả? Hay quá ta, có mắt thần nữa hả? Vừa kết thúc thẩm vấn thì gọi luôn. Chờ chút nha, anh ra liền. Anh Toàn, đây nè. Ê, Toàn à. Trời, hôm nay đi vắng hay sao mà hai ông bà kéo qua đây uống cà phê với tôi vậy? Tụi em qua thăm anh không được sao? Mình về đi anh, chứ không thôi ở đây có người khó chịu kìa. Đi anh. À, biết rồi nha. Mời anh nước. Cảm ơn. Tụi em hồi nào vậy? Khai mau. Nè nè nè, không có đâu rồi nha. Anh em tụi tôi có ý tốt qua thăm ông đó. Ơi, vụ thẩm vấn sao rồi? Đụng ngay một thằng cha vừa khùng vừa hiếu thảo quá trời. Hèn gì, mới chân ước chân ráo gia nhập giang hồ,
đã phải vô khám ngồi sớm. Lại có loại giang hồ kiểu đó nữa hả anh? Chứ sao, vô đây thì kiểu gì cũng có, từ loại siêu nhân cho tới đầu đất, loại nào cũng kiếm được hết. Có tin cho ông đây, nhưng không biết gọi là tin gì nữa. Trời, tin gì thì nói đại đi. Định hù tôi để mắc bệnh đau tim à? Thằng Tuấn Anh đó, nhớ không? Nhớ chứ, vụ ở bãi rác. Thằng đó sao rồi? Thoát rồi. Thoát rồi? Ừ. Bằng cách nào? Cách nào thì còn phải chờ ông tìm ra. Chỉ biết thằng đó bốc hơi không dấu vết khỏi phòng giam. Không thể. Cho dù có là thánh cũng không thể biến mất mà không để lại dấu vết gì đó. Em nghĩ vậy. Ừ, đúng vậy. Ông theo vụ này chứ? Tất nhiên, vụ bãi rác thuộc trách nhiệm của ban chuyên án mà. Anh Toàn cho em và anh Văn xin chân phụ tá được không? Vậy là tốt quá rồi. Nhưng nói trước là cấm bỏ ngang đó nha. Nè, ông coi tụi này là ai vậy? Quyết theo nha. Sao vậy? Không biết sếp có đồng ý cho theo không? Mình đang kẹt vụ bên Batman. Thôi, vụ đó gác lại đi. Hãy tụi mình gặp nhau là bàn chuyện vụ án tùm lum. Muốn nhức đầu quá à. Hôm nay phá lệ, em mời hai anh đi ăn ha. Đồng ý luôn. Anh Văn sao? Còn tranh với sao gì nữa. Đi chứ. Ê, nhưng mà nói trước là không được bàn chuyện của vụ án nữa nha. Ừ. Yeah, yeah, yeah. Không được. Cậu đang theo vụ Minh Batman. Vụ này để người khác làm đi. Thưa thủ trưởng, vụ bãi rác thuộc phạm vi trách nhiệm của ban chuyên án, do em phụ trách. Ban chuyên án còn nhiều người chứ không phải một mình cậu. Cậu phải tập trung vào vụ Minh Batman đi. Tuyệt đối không thể làm cùng một lúc hai vụ được. Nhưng... không nhân nhị gì hết. Đề nghị đồng chí chấp hành mệnh lệnh. Dạ. Rõ. Ủa Toàn, sao giờ này còn ở đây? Dạ, em lên gặp thủ trưởng. Ừ, biết rồi. Vụ thằng Tuấn Anh chứ gì? Tụi này cũng đang đau đầu đây. Em xin tham gia mà thủ trưởng không đồng ý. Cũng đúng. Toàn đang theo vụ kia, sức đâu mà kham nổi thêm vụ này nữa. Nè, làm vừa vừa thôi, kéo anh em theo không kịp đâu nha. Dạ, đâu có. Người của chuyên án mà đứng ngoài nhìn chịu sao nổi hả anh? Cũng được. Không tham gia nhưng mà ủng hộ tụi này. Có Toàn góp sức thì còn gì bằng. Dạ được. Vậy có thông tin gì anh báo cho em một tiếng nha anh. Chắc chắn. Chào anh. Tình cờ vậy? Anh hết bệnh chưa? Ủa, anh từng bệnh hả? Vậy là anh khỏe hẳn rồi ha. Ủa, Bích mới về hả? Dạ, nghỉ hè rồi mà anh. Dạo này anh bận lắm hả? Vẫn vậy mà. Mệt với mấy ông cướp quá cô giáo ơi. Anh ráng lên nha. Bích rảnh không? Mình đi uống nước nha. Dạ, em rảnh. Hồi đó, tới bữa ăn, thằng nào cũng gấp miếng thịt mỡ lên soi. Nhìn qua miếng thịt mà như đeo kính trắng luôn vậy đó. Phải công nhận, mấy tay đầu bếp Trường Anh cười thiệt. Tụi em mới hay nè, mấy đứa con gái lười đi ăn, Toàn buộc dây, thả cái giỏ xuống, chờ mấy người bán hàng ở dưới bỏ đồ ăn vô, rồi kéo lên. Thiệt hả? Thiệt.
Trời.